Oh, hello, chào mọi người quay về kênh Hòa nhập cuộc sống Mỹ của gia đình siêu đẹp trai. Sau khi tụi mình vừa coi xong phim Alita, bây giờ là Chúng mình đi về. chúng mình đã bao gặp. Coi có thấy gì không? Có thấy gì không? Có thấy không? Oh, có thấy gì nhí à? Oh. Mình nãy giờ coi mà nó quậy mình quá trời quậy. Không phải quậy mà bắt lại bọng. Cưng qua đây chụp cho nó coi đây nè. Rồi. Hết phim ra khỏi gặp rồi vỗ tay chút. Nè, để đây đứng chụp hình với con rồng với mẹ nè. Wait, wait. Mình đi có phim chứ. Sẵn thời sự với mấy bạn luôn, ok. Coi phim là một môn trong những môn giải trí của người Mỹ rất yêu thích. Đây, quay 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 quay. Nhưng mà ít có người Việt Nam nào đi đó. Tại sao biết không? Tại sao biết không? Tại sao? Tại tốn tiền. Ok. Tại tốn tiền. Cũng không có gì, người ta tiết kiệm là chuyện của người ta, nhưng mà gì? Mỹ nó cũng có rất nhiều thú vui chơi, ok. Nếu không xài tiền thì làm sao mấy bạn giải trí được? Không xài tiền thì làm sao mà coi phim hả? Hôm nay người ta làm ra phim để cho mọi người coi miễn phí đúng không? Người ta xây cái rạp này cho mọi người coi miễn phí đúng không? Để mà những cái người đó họ nói nước Mỹ không có gì chơi hết, đúng là Mỹ. Mình cũng thôi ta đành bó tay, ok. Phan 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 để lát chụp cưng ơi, đang thời sự xong rồi nè. Coi phim, coi phim cũng là những một trong những cái sướng của nước ở Mỹ nữa, các bạn biết tại sao? Tại vì thí dụ như mà coi mua vé vậy chứ, coi ra xong rồi gì, coi ra trước tiên là vô gạp, nó không có xét vé nhiều như ở Việt Nam. Rồi thứ hai nữa là coi xong như vậy nè, bây giờ là 9 giờ rưỡi tối, mình có thể qua phòng chiếu khác mình coi gặp 9 rưỡi tối mà không cần phải mua thêm vé, tức là chỉ bỏ tiền ra một lần mà mấy bạn có thể coi nguyên ngày luôn. Nhưng mà dĩ nhiên mình không chơi vậy, ta không có thời gian và cũng không có sức lực. Ê. Làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó. Ai đã chụp hình? Quay phim. Tới bữa nay khuôn mặt mình hơi bị đẹp trai, mình sẽ quay phim. Xong rồi bữa nay mấy bạn nào mà coi cái channel của mình nhớ bấm subscribe, bấm chuông cho mình nha. Ngày mai mình sẽ kể những chủ đề nóng bỏng như là gì. 1.001 cái sướng ở Mỹ. Ok. Rồi gì nữa nè. Nước Mỹ là thiên đường. Xong dĩ nhiên mình sẽ bình luận một chủ đề nóng bỏng nữa, đó là ôi đúng đó là chính trị nhưng mà ở nước Mỹ, ok. Tại vì dĩ nhiên mình không có hơi rảnh đâu mà nói chuyện của nước khác, nói chuyện nước khác mà công nó ném đá mình. Thôi chơi chứ mình nói xàm nó, thank you bạn, ok. Have a good day.